Mark One số 1 về Mark. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark One. Như các bạn đã biết, MacBook sở hữu một hệ điều hành riêng biệt. Vì thế cho nên, những ứng dụng mà các bạn dùng với MacBook cũng sẽ hơi khác một chút so với những ứng dụng mà các bạn dùng với máy Win. Vì thế cho nên hôm nay, mình ở đây để hướng dẫn cho các bạn 6 ứng dụng mà các bạn nên cài với MacBook của mình nhé. Đầu tiên chính là bộ gõ tiếng Việt. Phần mềm gõ tiếng Việt cho Mac là ứng dụng hỗ trợ gõ tiếng Việt miễn phí trên máy Mac, rất tiện lợi. Khi mà các bạn sử dụng bộ gõ tiếng Việt này thì mọi phiền toái như là những cái lỗi chữ gạch chân, nhấn hai lần khi sử dụng các phím mũi tên để di chuyển thì không còn tồn tại nữa, giúp các bạn nâng cao tốc độ soạn thảo lên rất là nhiều đấy. Bộ gõ trên máy Mac tuy đã khá tốt và đầy đủ, tuy nhiên thì cá nhân mình thấy bộ gõ mặc định này còn rất là nhiều lỗi. Mình có sử dụng qua cái bộ gõ tiếng Việt của Trần Kỳ Nam và rất hài lòng. Nếu các bạn có nhu cầu có thể mua luôn bản quyền cỡ tầm khoảng 100.000 để thêm được các chức năng chuyển mã hay là hỗ trợ nhiều bảng mã hơn nhé. Cùng đến với ứng dụng thứ hai, đó chính là ứng dụng đọc phân vùng NTFS trên máy Mac. Mặc định thì máy Mac không dùng với những ổ định dạng NTFS, cắm vào có thể đọc được dữ liệu, tuy nhiên thì sẽ không thể chép được dữ liệu. Có thể đây không phải là vấn đề với tất cả anh em dùng máy Mac, nhưng mà đôi khi ai đó đưa ổ đĩa NTFS qua để chép file mà không làm được thì cũng bực mình lắm. Giải pháp cho những anh em nào mà thường xuyên sử dụng định dạng này là mua các phần mềm chuyên dụng như là Tusera NTFS. Tusera NTFS là ứng dụng giúp cho MacBook đọc được những vùng định dạng NTFS trên USB hay là ổ cứng ngoài một cách thuận tiện. Một trong những ứng dụng mà các bạn nên yêu cầu bất kỳ cửa hàng nào cũng phải cài cho mình khi mà các bạn mới mua MacBook đấy nhá. Ứng dụng thứ ba mà không thể thiếu đó chính là bộ phần mềm văn phòng. Dù trên MacBook thì đã có một bộ ứng dụng văn phòng Apple làm việc riêng, tuy nhiên không ít người vẫn quen thuộc với ứng dụng Microsoft Office hơn thì hoàn toàn trên máy Mac vẫn có thể cài đặt được. Đây là một ứng dụng trả phí, khách hàng có thể bỏ tiền mua một bộ trả phí trên App Store hoặc phiên bản crack như trên Windows bình thường. Sự khác biệt giữa Office trên máy Mac và trên máy Win là không nhiều. Vì thế các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng sử dụng mà không gặp bất kỳ khó khăn gì đâu nhá. Thứ tư đó chính là bộ ứng dụng Clean My Mac, ứng dụng dọn rác cho Mac, được coi là ứng dụng tốt nhất hiện giờ. Đối với những bạn nào có ổ cứng dung lượng hạn chế thì Clean My Mac cực kỳ hữu dụng và phần mềm này giúp các bạn tiết kiệm khá nhiều dung lượng mỗi lần chạy máy đấy. Đồng thời cũng đưa ra các tùy chọn tối ưu cho hệ thống khá tốt. Ứng dụng này luôn nằm top trong những phần mềm mà các bạn cần cài đặt sau khi mua Mac. Thứ năm đó chính là Google Chrome. Nghe thì có vẻ hơi phi lý khi mà trên MacBook đã có Safari rất mượt và nhẹ rồi, tại sao phải cài thêm Google Chrome nữa? Tuy nhiên có một số hạn chế trên trình duyệt Safari mà các bạn cần phải biết, đó là Safari không hỗ trợ gọi video trên Facebook hay là không hỗ trợ chất lượng hình ảnh cao trên YouTube. Cài Google Chrome thì sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề này. Ngoài ra thì nó còn đồng bộ được với tài khoản Google rất tốt và nhiều extension nữa. Đây là một điều mà mình cực kỳ thích. Và thứ 6 cuối cùng là phần mềm VLC, phần mềm xem phim đa định dạng, mã nguồn mở, xem được hầu hết các định dạng video hiện nay, xem được DVD, video stream hay là hỗ trợ xem phụ đề đầy đủ. Có rất ít lỗi với trình phát phương tiện VLC, đó là một trình phát phương tiện truyền thông siêu nhẹ, tuyệt vời, sẽ phát thành công các tệp cứng đầu nhất. Link cài đặt các phần mềm thì mình sẽ để ở bên dưới description cho các bạn nhé. Và mong là video này sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.